chiến thắng knockout trước Lê Văn Tuần tại sự kiện Lion Championship 05 đã đưa Bùi Trường Sinh đến với trận đấu tranh đai hạng 60kg. Đây là trận đấu duy nhất tại Lion Championship mà võ sĩ sinh năm 1998 thi đấu trong năm nay, trước khi bước vào trận đấu quyết định với Robson Oliveira tại LC11. Từ đầu năm khi mà mình lên hạng 60 thì mình đã sẵn sàng cho trận tranh đai rồi. Rất là hào hứng tại vì mình được đánh với một người mà cũng được coi là top đầu của Việt Nam rồi. Đây có thể coi là cái trận mà khó khăn nhất từ trước đến nay đối với mình, tại vì Robson là một võ sĩ da đen ba đẳng. Nhưng mà mình nghĩ là kỹ năng đánh đứng của mình vẫn ao trình hơn. Ok. Đối thủ của Bùi Trường Sinh là cái tên đang gây khiếp sợ cho các đối thủ ở hạng 60kg nhờ kỹ năng của một đai đen tam đẳng Jiu-Jitsu. Chính vì vậy, ban huấn luyện cũng đã có những sự thay đổi lớn trong giáo án để giúp võ sĩ 25 tuổi này giành được chiến thắng trước Robson. Với mỗi trận đấu đều có một cái giáo án nó hơi khác nhau chút xíu. Đó là nếu mà chúng ta biết được đối thủ của chúng ta là ai thì cái hình thức tập luyện nó sẽ hơi thiên vị theo cái lối đó. Thì những cái trận trước của mình là mình sẽ tập đa dạng luôn, cả đánh đứng, cả đánh nằm và cả vật luôn. Nhưng mà trận này mình sẽ không vật, thì mình chỉ đánh đứng với là chống vật và chuẩn bị sẵn sàng cho đánh nằm thôi. Robson vật rất là tốt và khóa siết thì là bậc thầy luôn rồi. Nhưng mà đánh đứng nếu mà mình giữ được khoảng cách thì mình sẽ đánh out được Robson đấy, chắc chắn là knock out rồi. Yeah, đó là mục tiêu mình muốn đấy. Trước khi bước vào trận tranh đai quan trọng này, Bùi Trường Sinh cũng đã giành được đai vô địch Dragon Fire League sau khi hạ knock out Danh Quốc ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên. Đây là danh hiệu đầu tiên và cũng là động lực để võ sĩ sinh năm 1998 hướng tới mục tiêu giành được chiếc đai danh giá hạng 60kg Lion Championship.